Thưa quý vị, cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, Việt Nam được nhận định là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh trên thế giới. Trước những bài toán đặt ra trong phát triển đô thị như ô nhiễm, ùn tắc giao thông hay dịch vụ kém hiệu quả, thì xây dựng thành phố thông minh đang được xem là giải pháp hiệu quả. Phát triển đô thị thông minh là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời, xây dựng phát triển đô thị thông minh cũng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 đã khẳng định. Năm 2012, Đà Nẵng là đô thị đầu tiên được tập đoàn công nghệ IBM chọn là một trong 33 thành phố trên thế giới nhận tài trợ từ chương trình thành phố thông minh. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là ba đô thị lớn của Việt Nam nằm trong mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Mới đây nhất, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới đã vinh danh Bình Dương là một trong top 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới của năm 2022. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp vùng thông minh Bình Dương đạt danh hiệu này. Hoàn toàn xứng đáng. Có hàng trăm thành phố tham gia vào cuộc đua. Do đó có tên trong danh sách 7 thành phố hàng đầu là cực kỳ khó khăn. Với việc lần thứ hai liên tiếp có mặt trong top 7 lại càng ấn tượng. Tôi cho rằng Bình Dương đã có chiến lược phát triển rất tốt. Thành phố không những chú trọng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và điều hành mà còn quan tâm đến lợi ích cho con người. Hiện 41 trên 63 tỉnh thành phố tại Việt Nam đang xây dựng đề án về đô thị thông minh. Theo các chuyên gia, yếu tố thuận lợi để phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam là tỷ lệ người sử dụng Internet trên tổng dân số ở Việt Nam khá lớn, lọt vào top 10 trong khu vực châu Á. Ngoài ra, mức tăng thu nhập đi kèm với những nhu cầu về mặt tiện ích cũng là nhân tố thúc đẩy phát triển loại hình đô thị này. Tới cuối năm 2030, Việt Nam được dự báo sẽ có 27 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu. Bây giờ, xu thế mọi người thích ở xa thành phố, sở hữu diện tích đất rộng hơn, nên sinh sống tại các đô thị thông minh được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu bền vững và cố gắng đạt được mục tiêu Net Zero, nên việc thúc đẩy phát triển đô thị thông minh là xu thế tất yếu. Chúng ta có những cái hạ tầng mà nó đã mang tính chất chín mùi. Hệ thống vô tuyến 4G và chuẩn bị là 5G sẽ được trải rộng. Hệ thống IoT, nhiều ứng dụng IoT đã được triển khai trên thực tế mang lại hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu lớn là một trong những cái nội dung cực kỳ quan trọng. Việt Nam đã xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030, dựa trên cơ sở quy hoạch thông minh gắn với quản lý thông minh và cung cấp tiện ích thông minh. Các bộ dữ liệu khác nhau sẽ được số hóa để tạo ra một cuộc sống có chất lượng. Việt Nam đã xây dựng một đề án phát triển đô thị thông minh bền vững. Chúng tôi đánh giá cao điều đó, nhưng cũng cần có sự triển khai cụ thể và đồng bộ tới từng địa phương. Xây dựng các đô thị thông minh đang trở thành tiêu chuẩn mới của các thành phố hiện đại tại Việt Nam. Đây được xem là phương thức quan trọng để chúng ta tận dụng hiệu quả những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng tới phục hồi sau đại dịch và phát triển bền vững.